Người nào tu hạnh nhẫn thì nhan sắc dịu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: Người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương. Như thế rất tầm thường, nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ, oán thù. Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng. Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung, dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương lành cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ, khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều, mưa trời nào nệ rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Thiện pháp. Kinh Pháp Cú nói: Chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì. Người thế gian nhẫn khác người tu, vì sức yếu thế cô phải nhịn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán. Hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được, bởi tiền bạc che lấp sự bất công, vì danh dự tông môn gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú Phật dạy: Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù, đời này không thể được, không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ, tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa. Xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố, nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói: Trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp,
giữ gìn giới luật của Bậc Thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới Niết Bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn chớ giữ ích chi, phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao, mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La: muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tà ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ, bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Dí có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chớ thốt ra lời ác. Còn phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu,
rộng lượng và khoan dung, nhẫn nhục như vùng đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi nhìn thấy, ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi! Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng gian, gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế, Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không? Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại vương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm! Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại vương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa.
Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hãy nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can tường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tan bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung đẹp lâu. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng,
vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi, khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt, vì chưa lấy cây, đá, đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng, nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi, con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nhiên. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tượng nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói:
Con hãy thương những kẻ chẳng thương con, con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn dục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma vương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này, để khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy khinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kiên điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng, ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ dàng, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kỹ gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại, phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ.
nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui, sau cũng thế, được đạo thường vui, ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình, lại hại người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến ông, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết. Hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian, oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getijapapata. Khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng Ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục vì lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên Ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng Ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên Ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ, quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng: nhẫn hơn hết trên đời. Nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn hiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần, nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ, nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng, nhẫn lửa không thể cháy, nhẫn dao không thể cắt, nhẫn không thể trúng độc, nhẫn nước không thể trôi, nhẫn được thiên thần gia hộ, nhẫn ngày đêm thường yên ổn, nhẫn thân luôn được bình an, nhẫn lãnh lấy phước báo tốt, nhẫn được đến đạo lành, nhẫn chẳng hại chúng sanh, nhẫn xa lìa thập ác, nhẫn thành tựu lục độ, nhẫn được 3 ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hành an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết, và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy:
Nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. Một, không tâm khổ não. Hai, không còn sân hận. Ba, không lòng kiện tụng. Bốn, lòng du hòa ngay thật. Năm, được tâm từ của bậc thánh. Sáu, sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Bảy, thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. Tám, do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói, nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaantisutta, Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ kheo, có bảy sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn nại. Một, thân tâm an lạc mát mẻ. Hai, thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. Ba, được nhiều người hài lòng yêu mến. Bốn, không gây ác cảm với ai. Năm, không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. Sáu, lúc lâm chung tâm trí sáng suốt. Bảy, sau khi mạng chung do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có bảy điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. Một, tánh hay tức giận nóng nảy. Hai, thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. Ba, nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. Bốn, gây lắm oan trái với mọi người. Năm, tạo nên bao ác nghiệp. Sáu, lúc lâm chung thần thức mê muội. Bảy, sau khi mạng chung do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tinh tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành,
đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng trượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vua muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe ràng buộc thiệt thòi như thế. Để ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý. Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được. Mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ là tin lành ác tránh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mặc tình, chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không trúng động lòng Ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu kéo âm thầm, dân răng chẳng rắn kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng.
như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt. Song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung đường rồi hỏi: Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: Bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: Làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: Nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời. Thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời, liền cho người lùa voi, ngựa, bò, dê đủ 100 loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: Đại vương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đại vương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: Tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy. Chớ thiên thần, ông bà, ai lại gia hại con cháu? Có nhiều người nói, nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt. Đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được, thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng, quả đắng, nhân ác tránh được chăng? Làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh, thấy rõ chuyện Ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ
nghe lời vợ, đánh đập cha mẹ. Như thế, chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả. Không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật, Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỵ nữ Chinh Gia đụng bụng Du Oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, hệ thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi khất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ, nói: "Các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con, ai biết." Nó đã bị quả đến đây, Phật bảo: "Cũng vì câu nói phỉ báng đó, cho nên hôm nay ta bị quả báo của Chinh Gia đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả, nên có người mới quy y vài ngày, gian dái cầu xin đủ thứ. Nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may, bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền. Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: "Phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được." Trong Khí Kinh, Phật dạy: "Người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích." Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng, thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm. Bởi ma lực mê tín ám ảnh, hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Thí dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhìn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói: "Bàn tay năm ngón, ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong." Nên có câu: "Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao." Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc,
làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói? Đa số thầy bói họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói, tất cả các pháp đều từ nhân duyên giống sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu, khổ vui, tự mình tạo ra. Không ai có quyền ban phước hay giáng họa, nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành, là tự do bình đẳng, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát, thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy, người có lòng tin
mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gươm huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xả. Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướm, nghe càng, thờ cúng đủ thứ. Khi nhìn vào, không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện tiền thân Phật, Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tay như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướm nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói người đó là tà đạo. Khiến cho tâm trí bất an, làm hoạt đời chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói, bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ Đức cũng khuyên, ác thứ mười đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường kiên nhận ngụy làm chân, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dịch lưới nghi đeo điều phiền phức, bình rịnh đời cực khổ tan thương,
khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tính bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Ác đường xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiện trí thức, tu hạnh bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ có Phật Nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở vẫn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì ai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại, cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác vẫn bị ác báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, họ gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ, thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người công tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui chân thiện, bầu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật Pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến hiện tại,
tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh. Khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngồng, tàn tật, tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Người nào tu hạnh nhẫn thì nhan sắc dịu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: Người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương, như thế rất tầm thường, nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ, oán thù. Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng. Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung, dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương lành cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ, khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nệ rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Thiện pháp. Kinh Pháp Cú nói: Chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì. Người thế gian nhẫn khác người tu, vì sức yếu thế cô phải nhịn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán. Hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được, bởi tiền bạc che lấp sự bất công, vì danh dự tông môn, gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú, Phật dạy: Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù, đời này không thể được, không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ, tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố, nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn.
Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì, tai gác mặt lì, chịu cay đắng, tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La, muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ, mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hành của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trì giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trì tà ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trì ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trì kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt. Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ, bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Dĩ có kẻ cầm dao
cắt đứt thân con ra từng mảnh. Trong khi đó, phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác, còn phải khéo quán sát tu tập. Như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, gom rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Dương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má. Nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế, Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không? Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại vương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm! Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói,
Đại Dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của Ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của Ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên Ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can tường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ, để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó, để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác, để tìm ra tiếng nói chung đẹp lâu. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ.
từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái, thậm chí cho đến những tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi, khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt, vì chưa lấy cây, đá, đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhẫn được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng, nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm,
tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nghiêm. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tượng nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn dục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói: gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là: gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói: nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình. Hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này, để khỏi phải ăn năn hối hận gì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy khinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng: ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được. Là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy,
Chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách. Muốn vượt qua mọi trở ngại, phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến, ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết. Hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getijapapata, khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ, quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng: nhẫn hơn hết trên đời. Nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn hiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần, nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ, nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng, nhẫn lửa không thể cháy, nhẫn dao không thể cắt, nhẫn không thể trúng độc, nhẫn nước không thể trôi, nhẫn được thiên thần gia hộ, nhẫn ngày đêm thường yên ổn, nhẫn thân luôn được bình an, nhẫn lãnh lấy phước báo tốt, nhẫn được đến đạo lành, nhẫn chẳng hại chúng sanh, nhẫn xa lìa thập ác, nhẫn thành tựu lục độ, nhẫn được 3 ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hành an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn,
hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng nhu hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của Bậc Thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn, mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu, khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói: nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaantisutta, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, có 7 sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn này. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung, do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có 7 điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy. 2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến.
Vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng trượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vừa muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe ràng buộc thiệt thòi như thế. Thế ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý. Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ là tin lành ác tránh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mặc tình, chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không trúng động lòng Ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân trong chẳng kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín.
Từ cổ chí kim, chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả, nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, thì chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn, hoặc gia đình xào xáo, làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt. Song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung đường rồi hỏi: Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: Bệnh của Thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: Làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: Nên bày lễ cầu đảo núi non Nhật Nguyệt Tinh Tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời, thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời, liền cho người lùa voi, ngựa, bò, dê đủ 100 loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: Đại vương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đại vương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: Tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy.
chớ thiên thần, ông bà, ai lại gia hại con cháu? Có nhiều người nói, nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt. Đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được, thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng, quả đắng, nhân ác tránh được chăng? Làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh, thấy rõ chuyện Ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ. Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật, Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỵ nữ Chinh Gia đụng bụng Du Oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi cất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ, nói: các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con, ai biết. Nó đã bị quả đến đây. Phật bảo: cũng vì câu nói phỉ báng đó, cho nên hôm nay ta bị quả báo của Chinh Cha đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả, nên có người mới quy y vài ngày, gian dái cầu xin đủ thứ. Nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may, bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền. Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong Khí Kinh, Phật dạy: người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng, thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm. Bởi ma lực mê tín ám ảnh, hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Ví dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhịn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa?
vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón, ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết, thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu, hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nêu ngao. Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc, làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói. Đa số thầy bói họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói, tất cả các pháp đều từ nhân duyên giống sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra, không ai có quyền ban phước hay giáng họa. Nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành, là tự do bình đẳng, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ, cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó, không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình, để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ
chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy: người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gươm huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xả. Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ. Khi nhìn vào, không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện Tiền Thân Phật, ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ: mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tay như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói người đó là tà đạo, khiến cho tâm trí bất an, làm hoạt đời chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói, bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà,
nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ đức cũng khuyên: ác thứ mười, đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường kiên nhận ngụy làm chân, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dịch lưới nghi đeo điều phiền phức, bình rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bà đâu tính bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Ác đường xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiện trí thức, tu hạnh bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ có Phật Nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở vẫn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì ai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại, cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác vẫn bị ác báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, họ gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: người công tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui chân thiện, bầu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến,
xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngồng, tàn tật tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Người nào tu hạnh nhẫn thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương, như thế rất tầm thường, nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ oán thù. Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng. Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung, dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương làm cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ, khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nệ rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Thiện pháp. Kinh Pháp Cú nói: chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì. Người thế gian nhận khác người tu, vì sức yếu thế cô phải nhìn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán. Hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được, bởi tiền bạc che lấp sự bất công, vì danh dự tông môn, gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt, nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú, Phật dạy: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù, đời này không thể được. Không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu.
muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh, không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của Bậc Thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới Niết Bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì, tai gác mặt lì, chịu cay đắng, tu hành mới giỏi. Hay là, người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La, muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước, dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa, lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tà ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được
do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài, mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt. Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Dĩ có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Còn phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn dục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: Tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: Muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi nhìn thấy, ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn dục. Hành nhẫn dục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: Thôi, hãy im đi. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: Đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không? Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than.
Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: Hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại vương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm! Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại vương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta
vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung đẹp lắm. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng, chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai, thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm, Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, còn đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi. Khi đó, con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn: con nghĩ họ là người tốt, vì chưa lấy cây, đá, đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được.
Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng. Nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa Thượng Giác Nghiêm. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tượng nói: nhu thắng cương. Hòa Thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn dục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói: gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói: nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này, để khỏi phải ăn năn hối hận gì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy khinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng: ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kỹ gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi
đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn và nhẫn nhịn, đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến, ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết, hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getijapappata, khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ, quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng: nhẫn hơn hết trên đời, nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn hiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần,
Nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ. Nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng. Nhẫn lửa không thể cháy. Nhẫn dao không thể cắt. Nhẫn không thể trúng độc. Nhẫn nước không thể trôi. Nhẫn được thiên thần gia hộ. Nhẫn ngày đêm thường yên ổn. Nhẫn thân luôn được bình an. Nhẫn lãnh lấy phước báo tốt. Nhẫn được đến đạo lành. Nhẫn chẳng hại chúng sanh. Nhẫn xa lìa thập ác. Nhẫn thành tựu lục độ. Nhẫn được ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hạnh an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng nhu hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của Bậc Thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn, mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu, khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói: nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaamtisutta, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, có bảy sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn nại. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung, do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có bảy điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy. 2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế, há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều.
Quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng trượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vua muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe ràng buộc thiệt thòi như thế. Thế ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên, tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý. Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ là tin lành ác tránh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mặc tình,
chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng động lòng Ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ Đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân trăng chẳng rắn kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo, không có vị thiên thần ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được, nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt, song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung đường rồi hỏi: thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời, thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: đại vương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đại vương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ
mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: tin các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy, chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu. Có nhiều người nói nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt, đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu, và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng quả đắng, nhân ác tránh được chăng, làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện Ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ. Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật, Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỵ nữ Chinh Gia độn bụng du oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi cất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ, nói: các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết. Nó đã bị quả đến đây, Phật bảo: cũng vì câu nói phỉ báng đó cho nên hôm nay ta bị quả báo của Chinh Cha đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả nên có người mới quy y vài ngày gian giái cầu xin đủ thứ, nào là cầu cho được bình an mạnh khỏe, sống lâu, mua may bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền. Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong Khí Kinh, Phật dạy: người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng, thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa,
làm cho gia đạo càng rắc rối thêm, bởi ma lực mê tín ám ảnh hết đổ thừa cung mạng tuổi tác đến nhà cửa cà ràng ông táo. Không còn gì để nói nữa, con nước đánh lộn ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Thí dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhịn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón, ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết, thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu, hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc, làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói? Đa số thầy bói họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói, tất cả các pháp đều từ nhân duyên giống sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân, rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra. Không ai có quyền ban phước hay giáng họa, nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành, là tự do bình đẳng, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ
giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám, phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử: các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy: người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gương huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xả. Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướm, nghe càng, thờ cúng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát, nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện Tiền Thân Phật, ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ: mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói: người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói: tay như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật dạy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy,
là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược. Phật nói, người đó là tà đạo, khiến cho tâm trí bất an, làm hoạt đời chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói, bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ đức cũng khuyên, ác thứ 10 đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường kiên nhận ngụy làm chân, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dịch lưới nghi đeo điều phiền phức, bình định đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đô tính bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp, ác trường xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiện trí thức, tu hạnh bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ, có Phật Nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó, nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến, nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở vẫn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì ai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại, cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác vẫn bị ác báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, họ gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất.
Khi trả hết ác nghiệp sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: Người công tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui chân thiện, bầu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói: Nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngọng, tàn tật tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Người nào tu hạnh nhẫn thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: Người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương. Như thế rất tầm thường, nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ, oán thù. Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng. Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung, dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương lành cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ, khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nệ rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Thiện pháp. Kinh Pháp Cú nói: Chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì. Người thế gian nhẫn khác người tu, vì sức yếu thế cô phải nhịn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán. Hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được, bởi tiền bạc che lấp sự bất công,
vì danh dự tông môn, gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên quan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú Phật dạy: Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù. Đời này không thể được, không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ, tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằn nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói: trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng: người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là: người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La: muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác.
Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tà ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ bi hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như vùng đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, gom rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi nhìn thấy, ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi! Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở
hay tiếng giang gió thổi ngoài tai? Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Dương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay du gươm cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế Ca Lợi Dung Gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không. Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ: người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại dương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hãy nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua lý luận, dành phần phản về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tan bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa,
Nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác, để tìm ra tiếng nói chung đẹp lâu. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tức bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham